Sao anh nói gì đi anh? Thôi nói luôn đi. Không, không phải hỏi anh chứ. Hôm nay vợ lộng lẫy quá. Sao chồng mình ra mình giống như là trợ lý của vợ vậy? Đúng không? Thôi cũng được em. Vậy đi. Mình có gia đình rồi mình bình thường thôi. Bình thường thôi chứ đừng cái làm tóc cao quá như cao quá, cao quá nhất là anh. Em nói cao nhất là anh. Thì anh đâu nói, thì anh giật mình anh làm gì anh làm. Cái này là em đính chính nha. Cái này là lúc đầu là Thanh Duy là lúc nào cũng tóc bức khuất như vậy rồi đúng không? Mới nãy anh Quốc Bình, anh vô anh gặp anh Duy bắt là make up là phải làm tóc anh là phải bức khuất hơn anh Duy nữa. Em xin lỗi. Anh nhờ Lý Bình với cả Toàn ra đây. Duy đứng xuống đây, ba người đứng xuống đây cùng anh. Đây, bà con nhìn em làm 10 phân cái tóc này đánh 1 tiếng đồng hồ mới được mà vẫn còn lùn hơn ba người. Rồi á. Thôi về đi, nói gì nữa. Vậy mà còn móc mỉa người ta. Tổn quá. Không thương người ta thứ chút nào. Em là tổn thương. Em đang khen anh đó, tóc cao mà đẹp. Không, mình chưa nhớ anh chứ, anh cứ sợ anh trực thờ. Công nhận là tóc anh tuổi này mà tóc còn nhiều vậy sao? Trời ơi, còn nhấn lên cái đó nữa. Người ta đã đeo mắt kiến lão rồi mà. Người ta đã đeo mắt kiến cận rồi mà còn nói như vậy nữa. Tôi bỏ về. Thôi đừng vậy. Nhanh nị, hôm nay mặc quần hồng rất là đàn ông. Bây giờ muốn không giận đúng không? Dạ. Cho 10 triệu đi. Cho 10 triệu, ok nha. Sau chương trình cho. Xong tổng kết luôn là thua hết rồi nha Bình Minh. Nãy giờ nó nhiều quá, mình đi về chỗ nha. Anh tự về luôn đi. Tuy mọi người lúc đầu có nói tuổi già sức yếu, giống mắc nghề, cận, giống nghề. Nhưng giống với nghề. Khả năng phán đoán hả? Hồi bé đã chơi banh đũa rất nhiều. Đúng rồi. Cho nên đây nè, chơi banh đũa rồi. Đúng rồi. Đó, thấy chưa? Mà em biết không? Cái tài của nó là điêu luyện. Hình như là hôm nay tôi đi ra khỏi nhà thì không coi hướng hay sao á. Lên đây là đi dập từ đâu thế nào. Bình ơi, anh đứng lộn chỗ, hồi nãy em chơi bên này đó. Thôi đi. Anh Bình ơi, thì ra em biết là tuổi thơ em không có banh đũa. Tuổi thơ của mình là chơi bún thun không à.